Tường vẫn đang thắc mắc một điều, lý do tại sao bạn lại ế? Chắc có lẽ là do em cũng khá kén chọn, muốn có một cái người đàn ông vừa là người đàn ông của xã hội nhưng mà là người đàn ông của gia đình. Chắc có lẽ là hội tụ quá nhiều yếu tố cho nên là tìm khó. Mình hội đủ điều kiện mà người đàn ông xã hội thì có, và cộng kèm theo luôn là trách nhiệm với gia đình cao hơn so với đàn ông xã hội. Em nói một chút về kinh nghiệm tình trường của em. Ngành nghề của em thì tiếp xúc giáo viên rất là nhiều, thì cũng gặp một cô bạn cũng là giáo viên, quen nhau cũng được khoảng 3 năm. Rồi sau thời gian cô bạn nói tính không hợp tuổi như thế nào đó, người ta cũng có gì đó, và cho nên người ta nói mình không phù hợp. Bạn đã thật sự muốn lập gia đình chưa? Hiện tại thì em rất muốn ạ. Bạn muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Năng động, có cá tính, kèm theo cái tính thông minh để hỗ trợ cho mình sau có lập nghiệp riêng. Em thấy là em cũng là một người khá là cá tính. Trong công việc hay là trong cuộc sống thì em luôn muốn là mình là một người phụ nữ phải biết làm mới cuộc sống cho mình. Em cũng rất là ngưỡng mộ chị Tường về cá tính của chị. Cảm ơn chị. Cá tính lắm em. Dạ. Dạ. Anh Linh ơi, nhưng mà em cũng rất là ngưỡng mộ anh ạ. Dạ. Khen vậy được chưa? Vừa lòng chưa? Em thì em cũng hơi hay đọc tiểu thuyết ngôn tình, bởi vì cũng là cô giáo dạy bên văn học. Rất là thích một cái tác phẩm nổi tiếng của thế giới, đấy là Cuốn Theo Chiều Gió đấy ạ. Dạ. Là rất là thích cái nhân vật Red trong cái bộ phim đấy. Red Butler, chị cũng mê lắm. Vâng, anh đấy rất là đáng yêu. Vừa là tài ba thông minh mà lại là một con người yêu, mà chắc lẽ là chỉ dùng cái từ là tuyệt vời thôi chị. Một chút xíu nữa ngôn tình là mở màn lên mà gặp ảnh, nếu ưng ý là phải nói những câu ngôn tình cho ảnh về đội của mình. Không biết là em có đủ khả năng không chị? Được, chị thấy em dư khả năng. Có cái điểm nào em không thích ở người phụ nữ không? Có điểm nào em không thích ở người đàn ông không? Gia trưởng, tính toán, chi ly, keo kiệt, ki bo với phụ nữ. Có vậy không? Dạ, gia trưởng thì em không có. Chị Ly, em là lĩnh vực kinh doanh thì phải có điều tính, chi tính trong đó. Ăn cho buông so. Ăn cho buông so. Cái nào là cái nấy. Và cái tính keo kiệt em không có. Dạ. Dân miền Tây không ai keo kiệt hết em ơi. Phải không? Tây, nhưng mà bạn gái này thích ngôn tình, anh có lãng mạn không? Em cũng hơi lãng mạn tí. Thì sau khi làm việc cầm xe Honda chạy xuống biển Bạc Liêu ngắm biển mặt trời mọc, mặt trời lặn. Bạn nữ bên đây á rất là chín chắn, cá tính và bản lĩnh. Thế bạn đã chuẩn bị những gì để mà thuyết phục cô ấy về làm vợ mình chưa? Về cái bao ni lông nè hả? Sẵn rồi đó. Hồi nãy như câu hát của bạn đó thì có cái chè đắng thì chè xanh xứ Nghệ. Nước chè xanh xứ Nghệ. Thì hôm nay em có cái đặc sản này hòa chung với cái bát chè đắng đó sẽ nó là dung hòa trở lại. Uống trà xứ Nghệ ăn bánh bía Sóc Trăng cũng được, cũng hợp lý. Hợp lý. Đến qua xem mặt đàn gái coi sao. Dạ. Em chào anh Quyền Linh. Trời ơi, gái xứ Nghệ. Dạ. Xinh quá. Xinh không? Cảm ơn anh ạ. Đồng tiền dễ thương quá. Rồi anh khen vậy em cười hoài mất. Em làm dâu miền Tây được không? Cái này em thấy nó cũng hơi khó đấy ạ. Bởi vì là cái món ăn mà khi em nấu anh, hai cô ở trong phòng, cô mà có người yêu miền Bắc ăn thì khen ngon thế, mà cô có người yêu miền Nam lật xề đi bảo mày nấu món gì mà thấy ghê. Vậy là tại em, anh hiểu rồi. Em ở Hậu Giang rất lâu rồi. Dạ. Em cũng phải tập nấu một vài món nào đó thuộc miền Tây Nam Bộ, ví dụ canh chua, cá kho tộ chẳng hạn. Cá kho tộ thì em được, nhưng mà cái món canh chua em nêm hoài nó không ra, bởi vì là em không mạnh tay để cho đường vào. Miền Tây là phải đường. Tập em cứ về em nấu miếng lương hoài ăn sao nổi. Miếng lương này ăn ngon lắm. Như về Sóc Trăng có em, mình cái phải tính lo. Ha? Dạ vâng. Rồi, mình không thích cái gì ở người đàn ông? Hút thuốc, nhậu nhẹt quá nhiều, tìm chồng nhưng mà là mình tìm cha cho con của mình. Cho nên một cái người chồng của mình cũng phải là một cái người mà sau này để biết mà dạy và yêu thương con và nghĩ mọi thứ cho con của mình. Nãy em không nói cái này để chị hỏi. Cái đó bạn yên tâm bạn ơi, mình không hút thuốc, cũng tùy theo đối tượng khách hàng mà mình vừa ngoại giao, mình có cũng biết chừng mực. Nói chung có uống chút chút mà không có nghiện. Uống là biết đường về là được ạ. Được. Mỗi năm về quê mấy lần? Dạ Tết năm nào em cũng về. Tết hôm nay về với anh này nha. Dạ em hy vọng là như Tết thế. Tết bánh bía về thăm Nghệ An, xong Nghệ An đem cho mình hỏi bạn về bằng tàu quả hay là bằng máy bay à? Dạ, hỏi chi cái này để em biết. Hồi đó giờ em chưa đi tàu quả, muốn đi tàu hỏa tháp tùng của bạn này về Nghệ An. À muốn đi tàu hỏa hả? Dạ. Xin xịt xin xịt là có nhiều thời gian tâm sự lắm cũng thôi. Được. Nói chung á là bằng mọi phương tiện mình phải về Nghệ An bạn nhé. Nghệ An đẹp lắm. Quý vị có thể theo dõi thông tin trên kênh fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò và xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media. Và đừng quên nhấn subscribe.